Và tất cả các bạn đang xem video của mình. Thì ở video lần này thì mình sẽ thực hiện một cái video nói về cái cách chỉnh su bắp cái động cơ xe ba máy ha. Động cơ nào mà có ba xi lanh thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em mình biết là cái cách chỉnh su bắp như thế nào cho nó chuẩn ha. Thì trước tiên các bạn phải thành lập được cái bảng thứ tự nổ của động cơ. Biết về thứ tự nổ của động cơ ha. Ví dụ như động cơ nó nổ theo thứ tự 123 hay là động cơ nổ theo thứ tự là 132. Đấy, sau khi mà chúng ta biết được cái có thứ tự nổ rồi thì chúng ta sẽ thành lập cái tính cái góc công tác ra và chúng ta vẽ được cái sơ đồ về cái bảng thứ tự nổ đó, và căn cứ vào cái bảng thứ tự nổ đó chúng ta sẽ canh chỉnh số bát dựa trên cái bảng đó ha. Thì cái video này thì sẽ phù hợp cho tất cả các bạn là sinh viên, phù hợp cho tất cả các anh em thợ mà đang muốn điều chỉnh su bắp cho động cơ là ba xi lanh ha. Rồi thì không nói dông nói dài nữa thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái video đó. Thì cái bảng thứ tự nổ của động cơ ba máy chúng ta thường là cái loại 132, là có nghĩa rằng là máy 1 sau khi đã nổ xong rồi thì tới tiếp tục máy 3 sẽ nổ, tiếp tục máy 2 sẽ nổ. Đó là cái gọi là bảng thứ tự nổ của động cơ ba xi lanh ha. Thì trước tiên là chúng ta sẽ tính được cái góc lệch công tác của cái động cơ chúng ta dựa vào cái công thức. Góc lệch công tác bằng 360 nhân 2 chia cho Y. Y là số xi lanh. Thì xe chúng ta 3 xi lanh thì chúng ta sẽ chia cho 3 ha. Đây. Và 360 này nếu mà động cơ 2 thì chúng ta nhân cho số này là số 1 ha. Nếu mà động cơ 4 kỳ thì chúng ta sẽ nhân cho số này là số 2. Sau khi chúng ta nhân thì nó sẽ ra là 720 chia 3 thì nó sẽ ra bằng 240 độ. Có nghĩa rằng là động cơ số 1, máy số 1 nổ sau khi góc quay của trục khuỷu quay được 240 độ thì bắt đầu máy số 3 sẽ nổ. Và sau khi máy số 3 nổ rồi thì sau 240 độ nữa thì máy số 2 sẽ nổ. Và sau khi máy số 2 nổ được 240 độ thì máy số 1 tiếp tục nổ, và nó vòng lặp nó như vậy, được gọi là góc lệch công tác của động cơ ha. Đấy, thì chúng ta sẽ thành lập được cái bảng công tác như thế này. Đấy, thì cái bảng công tác này thì các bạn đều biết này. Trên này, cái cột này chúng ta sẽ ghi là số xi lanh động cơ 1, 2, 3 ha. Bên cái cột bên này thì chúng ta sẽ ghi nửa vòng số 1, nửa vòng số 2, nửa vòng số 3, nửa vòng số 4. Tại vì động cơ của chúng ta là động cơ 4 kỳ cho nên là cái khi trục khuỷu chúng ta quay 2 vòng thì nó sẽ thực hiện được 4 cái chu kỳ, đó là hút, nén, nổ, xả ha. Đó, thì tương ứng cái nửa vòng số 1 này nó sẽ từ 0 độ đến 180 độ. Piston đi từ điểm chích trên xuống điểm chích dưới. Ở nửa vòng thứ hai thì từ 180 độ đến 360 độ thì piston đi từ điểm chích dưới lên điểm chích trên ha. Ở nửa vòng thứ ba thì từ 360 độ đến 540 độ thì piston sẽ di chuyển từ điểm chích trên xuống điểm chích dưới. Và từ nửa vòng thứ tư này từ 540 độ đến 720 độ thì piston chúng ta sẽ di chuyển từ điểm chích dưới lên điểm chích trên. Sau khi mà chúng ta đã tính ra được cái góc lệch công tác là 240 độ thì chúng ta sẽ biết được rằng là ở cái góc 0 độ này máy số 1 nổ ha. Đấy. Tiếp theo thì sau khi 240 độ, có nghĩa là ở giai đoạn này, đây từ cái điểm này chúng ta giống qua thứ tự nổ của nó là 132, cho nên là sẽ giống qua bên này và nó sẽ máy số 3 nó sẽ nổ ở vị trí này ha. Đó, nó nổ xuống được 180 độ và đó là nó kết thúc quá trình nổ của máy số 3. Sau khi mà máy số 3 nổ xong, từ máy số 3 này phải lệch thêm 240 độ nữa thì máy số 2 mới bắt đầu nổ. Đấy. Tiếp tục, sau khi mà chúng ta đã xác định được vị trí nổ rồi thì chúng ta hãy điền các vị trí nổ xong rồi tới xả, tới hút, tới nén ha. Có nghĩa rằng là sau khi piston chúng ta đi từ điểm chích trên xuống điểm chích dưới ở nửa vòng số 1, có nghĩa là đi được nửa vòng thì nó sẽ nổ.
sau khi nổ xong rồi thì nó sẽ xả khí thải ra ngoài môi trường. Thì piston chúng ta sẽ đi từ điểm chất dưới lên điểm chất trên, và sau khi mà đã xả trong xong rồi thì nó tiếp tục một cái chu trình hút, nghĩa là nó hút không khí bên ngoài, hút hỗn hợp không khí và xăng nó đi vào động cơ. Đấy, thì nó quá trình hút nó sẽ đi từ piston sẽ đi từ điểm chất trên xuống điểm chất dưới, và ở quá trình nén thì piston đi từ điểm chất dưới lên điểm chất trên, nén hỗn hợp không khí hoặc là không khí lại để nó tăng tỷ số nén lên, để tăng nhiệt độ bùng đốt lên ha, tăng áp suất bùng đốt lên để quá trình nổ bắt đầu ha. Đấy, rồi tiếp tục sau khi mà cái máy số 1 chúng ta điền xong rồi thì chúng ta sẽ điền cái máy số 3 xả, hút và nén. Đấy, tương tự cái máy số 2 cũng vậy, chúng ta sẽ ghi là xả, hút và nén. Đấy đó, sau khi chúng ta đã thực hiện được cái quá trình mà thành lập được cái bảng này rồi thì chúng ta mới tiến hành chúng ta đi chỉnh số bắp. Mục đích chúng ta lập cái bảng này ra là để chúng ta chỉnh số bắp nhờ vào cái góc quay của trục phiểu này. Có hai trường hợp để chúng ta điều chỉnh số bắp. Thứ nhất là chúng ta nhìn vào cái bảng thứ tự công tác này và chúng ta điều chỉnh theo cái góc quay của trục phiểu ở trên so với cái bảng thứ tự công tác này ha. Cách thứ hai nữa, các anh em mình thợ ngoài thường hay áp dụng là nhìn vào cái máy song hành để chúng ta chỉnh số bắp. Nhưng máy song hành chỉ đúng khi động cơ đó là có số xi lanh là số chẵn, ví dụ như 4 xi lanh, 6 xi lanh, 8 xi lanh, 12 xi lanh. Còn nếu mà số lẻ thì chúng ta sẽ không tìm được cái máy song hành, cho nên chúng ta sẽ không điều chỉnh được số bắp nếu mà nhờ vào cái máy song hành. Đấy, thì các anh em hãy để ý cái mũi tên này nhé. Từ 0 độ có nghĩa là từ 0 độ tới 60 độ, có nghĩa là từ cái đoạn này này. Từ 0 độ tới 60 độ là đoạn này ha. Đấy, từ đoạn này này. Đó, từ 60 độ tới 120 độ là đoạn này. Đấy, từ 120 độ đến 180 độ là đoạn này. Đấy, thì có nghĩa rằng là piston chúng ta ở cái giai đoạn từ 0 độ tới 180 độ, piston số 1 đang thực hiện giai đoạn nổ. Thì piston đi từ điểm chất trên xuống điểm chất dưới, thì lúc này xu bắp xả đóng lại, xu bắp hút cũng đóng lại. Đấy, thì chúng ta sẽ chỉnh được hai cái xu bắp này ha. Đấy, chúng ta sẽ chỉnh được hai cái xu bắp hút và xả của máy số 1, được chưa? Chúng ta kéo can ra ngoài đây ha, thì chúng ta so sánh máy số 2. Máy số 2 ở giai đoạn từ 0 độ tới 180 độ này thì các anh em mình sẽ thấy là nó trong cái giai đoạn này là giai đoạn xả, đúng không ạ? Vậy có nghĩa là nó đang xả, đã xả được 60 độ ở dưới này rồi ha. Còn ở trên này nó đang xả ra là 120 độ nữa, là có nghĩa là nó đang thực hiện quá trình xả. Thì tất nhiên đang thực hiện quá trình xả thì xu bắp xả nó đang làm việc, thì chúng ta không thể điều chỉnh cây xu bắp xả được, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ điều chỉnh được cây xu bắp hút. Đấy, được chưa? Các anh em mình nếu mà chỗ nào không hiểu thì có thể liên hệ với bên mình ha, 0389898100. Rồi, thì sau khi mà chúng ta đã chỉnh được cây hút này rồi thì chúng ta tiếp tục chúng ta can qua máy số 3 ha, so sánh máy số 3. Đấy, thì máy số 3 này các anh em mình hãy thấy từ 0 độ tới 60 độ này nó đang thực hiện cái giai đoạn hút, đúng không ạ? Hút thì có nghĩa rằng là cái xu bắp hút sẽ làm việc, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta không thể nào chúng ta chỉnh cây hút được, thì chúng ta sẽ chỉnh được cây xả. Cây xả này nó nằm tuốt cái dưới này luôn ha, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ chỉnh được cây xả. Có nghĩa ở giai đoạn đầu khi chúng ta đưa về cái máy đầu tiên, đưa về động cơ, chúng ta đưa về máy số 1, có nghĩa là chúng ta đưa về cái vị trí 00 á, ở trên bánh đà á, thì chúng ta sẽ chỉnh được tổng cộng là 4 cây số bắp, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây. 4 cây, trong đó 2 cây số bắp hút và xả của máy số 1, cây số bắp hút của máy số 2 và cây số bắp xả của máy số 3. Đấy, sau khi mà chúng ta đã chỉnh được 4 cây số bắp này rồi ha, 4 cây số bắp này rồi, thì chúng ta hãy làm dấu trên cái bu ly bánh đà, hoặc là bên làm dấu trên bánh đà. Chúng ta có hai cách làm dấu, chúng ta làm dấu trên bu ly hoặc là chúng ta làm dấu trên bánh đà. Đấy, thì chúng ta sau khi chúng ta làm dấu rồi, chúng ta sẽ quay bu ly hoặc là bánh đà đúng một vòng nữa ha, quay một vòng theo chiều quay của động cơ.
sau khi mà chúng ta quay một vòng thì nó sẽ là 360 độ ha. Đây nó sẽ là cái giai đoạn này, 360 độ đến 420 độ này. Đây, từ 360 độ đến 560 độ, đây nó sẽ từ cái giai đoạn này ha. Chúng ta kéo căng ra này. Đấy. Thì máy số 1 su bắp này hút bắt đầu làm việc. Su bắp xả là đã cuối giai đoạn làm việc rồi ha. Đấy, thì chúng ta sẽ không điều chỉnh được su bắp hút và su bắp xả đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta đã điều chỉnh trước đó, có chu kỳ trước rồi. Thì bây giờ chúng ta căng qua máy số 2 ha. Máy số 2 đơn ở trong 1/3 của quá trình nén ha. 1/3 của quá trình nén thì có nghĩa là khi piston chúng ta đang nén lại, có nghĩa là piston đi từ điểm chiếc dưới lên điểm chiếc trăng và hai su bắp hút và su bắp xả chúng ta đều đóng lại. Điều đóng lại thì chúng ta hồi nãy chúng ta đã chỉnh được cây hút rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh một cây cái xả được chưa? Đấy. Chúng ta sẽ điều chỉnh được cái xả này. Đây ha, đây chúng ta sẽ điều chỉnh được cái xả trong giai đoạn này ha. Đấy, được chưa? Là có nghĩa là chúng ta đã hồi nãy đã điều chỉnh được 4 cây rồi, thì chúng ta thêm một cây nữa là 5 cây ha. Tiếp tục chúng ta sẽ căng qua máy số 3 này ha. Đấy. Thì từ 360 độ này các anh em mình hãy giống nó qua. 360 độ chúng ta dán giống qua. Thì cái máy số 3 đang trong giai đoạn nổ ha. Cuối giai đoạn nổ và đầu giai đoạn xả ha. Đấy. Thì hai bắp, cái su bắp hút sẽ là su bắp tự do và su bắp xả sẽ chuẩn bị làm việc. Đấy, cho nên chúng ta không thể chỉnh cái su bắp xả được, mà chúng ta hãy chỉnh cái su bắp hút. Đấy, chúng ta chỉnh này. Đấy. Thì coi như là chúng ta đã chỉnh hết toàn bộ 6 cây su bắp này ha, trên cái động cơ 3 máy. Đấy. Thì các anh em mình hãy lưu ý rằng là cái khi mà chúng ta bắt đầu chỉnh thì chúng ta hãy đưa bu ly về máy số 1, thì trên động cơ chúng ta thường nó sẽ làm dấu của máy số 1, hoặc là trên bánh đà nó sẽ có dấu đó so với cái thân máy đó. Thì chúng ta sẽ đưa cái máy bu ly đó về cái dấu đó. Đó thì chúng ta phải tìm trên cái bu ly hoặc là trên bánh đà, nó chỉ có hai vị trí bu ly và bánh đà thôi đó. Thì động cơ nào cũng vậy, không thể nào mà cái động cơ nào mà không có dấu của máy số 1 cả đó. Thì chúng ta trước tiên là chúng ta đưa về cái máy 00 ha, cái máy 1 đưa về 0 độ hết. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh được hai cái số bắp này ha. Sau đó sau khi mà chúng ta đã thực hiện rồi thì chúng ta quay thêm một vòng nữa 360 độ nữa, thì chúng ta hãy giấm qua luôn ha. Mình giấm qua, cứ thấy cái số bắp, cái xi lanh nào ở giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ chỉnh nó sẽ chuẩn hơn. Đấy. Thì đây là một cái video mà giải thích được là trong một vòng quay mình có thể điều chỉnh được toàn bộ su bắp ha. Đấy, còn cái khe hở điều chỉnh như thế nào thì nó đó là căn cứ vào cái vật liệu, căn cứ vào cái tài liệu của cái nhà sản xuất của cái động cơ đó, chứ mình cũng không có thể nào cung cấp được cái số liệu chuẩn cho tất cả các anh em. Tại vì cái bản chất của cái khe hở nhiệt chính là cái độ giãn nở của kim loại ha. Nếu mà chúng ta điều chỉnh sai khe hở nhiệt thì động cơ chúng ta sẽ mất công suất ha. Đấy. Rồi thì hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các bạn là sinh viên, tất cả các anh em thợ. Thì các anh em mình xem video thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình. Ngoài ra thì bên mình cũng có bán một số phụ tùng vật tư ô tô. Đấy, thì các anh em mình chuyên cái dòng là Deo và Hyundai. Đấy, và phụ tùng semi remote và phụ tùng phanh ký nén. Thì các anh em mình xem video mà thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình và ủng hộ vật tư bên mình ha. Rồi các anh em mình có thắc mắc gì trong quá trình mình làm, có thắc mắc gì thì hãy liên hệ với bên mình 0389898100. Mình sẽ giải đáp cho tất cả các anh em ha. Rồi xin chào.